Sau một thời gian tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã cho phép một số dịch vụ vận chuyển như xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ và shipper được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do lượng khách đặt xe hay thực phẩm vẫn còn ít, nên đời sống của những tài xế xe taxi truyền thống hay xe công nghệ gặp nhiều khó khăn. Chuyên mục Xe và Gia đình hôm nay sẽ phản ánh đôi nét về hoạt động này. Như quý vị đã biết, để phòng chống sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh COVID-19, kể từ 6 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng một số hoạt động vận chuyển bằng taxi, Grab và shipper. Điều này khiến cho hoạt động vận chuyển trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi đội ngũ lái xe có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, hoạt động này đã được trở lại. Nhưng thành phố yêu cầu các phương tiện, người điều khiển phương tiện, bên cung cấp dịch vụ, hành khách, v.v. phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Hoạt động vận chuyển ở Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19 sẽ diễn ra như thế nào sẽ có trong chuyên mục Xe và Gia đình hôm nay. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất của những chiếc xe. Thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu tháng 6 với dư âm chính là hàng loạt mẫu xe mới ra mắt trong tháng 5, số lượng nhiều nhất tính từ đầu năm 2021. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng khách đến showroom sụt giảm. Hầu hết các hãng và đại lý vì thế tung ra các gói ưu đãi ở nhiều dòng xe để thúc đẩy tiêu dùng. Cụ thể, giá xe Toyota tại đại lý ghi nhận mức giảm 20-30 triệu đồng cho Vios, trong đó các bảng E từ MT tới CVT giảm 20 triệu, bảng G giảm 30 triệu. Mazda cũng thuộc phân phối bởi Trường Hải như Kia, hầu hết các sản phẩm giảm 10-30 triệu. Riêng Mazda 3 có mức giảm rộng hơn tùy phiên bản. Các đại lý Honda hiện áp mức giảm 15-25 triệu đồng cho Honda City. Các dòng HR-V, CR-V và Civic đều được giảm 40-65 triệu đồng tiền mặt và 50-80 triệu phụ kiện. Mức giảm đàm phán thực tế có thể sâu hơn giá chào bán. Những mẫu xe đầu tiên của Husqvarna dự kiến về Việt Nam vào tháng 7 và showroom trưng bày hoạt động từ tháng 8 năm 2021. Đây là lần đầu tiên Husqvarna bán chính hãng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối An Nabuda. Chưa có thông tin chính thức về xuất xứ các mẫu ô tô Husqvarna nhập khẩu và phân phối tại thị trường trong nước. Một số nguồn tin của hãng xe tiết lộ xe Husqvarna có thể nhập từ thị trường Đông Nam Á lẫn châu Âu. Với giá bán chỉ từ 51.000 đô la Mỹ, tương đương 1,17 tỷ đồng Việt Nam, Kia K900 2022 là một lựa chọn đáng để thử trong phân khúc sedan cao cấp, nhất là khi K900 còn sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm to hơn cả loại S-Class. Thú vị hơn, hệ thống xác thực bằng dấu vân tay lần đầu tiên được xuất hiện trên Kia K900 tại Hàn Quốc, cho phép khả năng cá nhân hóa tốt hơn. Cụ thể, Kia K900 mới sẽ tự động thay đổi vị trí ghế và cài đặt hệ thống điều hòa khi nhận diện được dấu vân tay. Mới đây, Porsche đã thực hiện một đợt triệu hồi liên quan đến 565 chiếc xe Taycan và Panamera đời mới nhất năm 2021 tại Mỹ do lỗi hệ thống treo. Thông báo triệu hồi được ban hành bởi Cục An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia cho biết một cánh tay đòn phía dưới phía trước có thể bị gãy và hỏng. Nhà sản xuất xe hơi của Đức đã được cảnh báo về lỗi này vào giữa tháng 3 khi họ được thông báo về việc 3 chiếc xe bị gãy tay đòn của hệ thống treo. Trước thông tin này, đại diện của Porsche Việt Nam cho biết những xe Panamera đời 2011 được bán ra ở Việt Nam không thuộc diện triệu hồi của Porsche toàn cầu. Lệnh giãn cách xã hội, việc tạm dừng các dịch vụ taxi truyền thống cũng như taxi công nghệ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khiến hầu hết các tài xế rơi vào tình cảnh khó khăn. Được biết, việc tạm dừng này đã ảnh hưởng đến gần 1.600 người tại các hãng taxi và hơn 2.000 người lái xe hợp đồng dưới 9 chỗ là GrabCar. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn là shipper, người vận chuyển bằng xe hai bánh. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, từ 6 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2021, những người tham gia hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa như Grab, taxi, shipper trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau một thời gian dài tạm ngưng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, các lái xe phải bổ sung tính năng kết quả xét nghiệm trên ứng dụng để các đơn vị chức năng kiểm tra khi cần thiết. Chúng tôi cũng được xét nghiệm ở phường. Còn mà cái nền kinh tế thì nó cũng chạy cũng không có khách. Hồi xưa là chúng tôi lương tháng 7-8 triệu thì bây giờ còn được có 1 triệu rưỡi 2 triệu thôi. Nói chung không đủ sống. Mong là chính quyền thành phố và công ty hãy tạo điều kiện chúng tôi là được một mũi chích phòng ngừa để chúng tôi cũng có cái tự tin. Tất cả các doanh nghiệp, kinh doanh vận tải và taxi thì đã dừng hoạt động đến
3 lần từ năm 2020 đến nay về nguyên nhân là do cái đại dịch Covid bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói chung gặp rất là nhiều khó khăn. Hiệp hội taxi có một số kiến nghị giảm 50% phí trước bạ cho tất cả các xe đăng ký kinh doanh về vận tải, hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải giảm lãi suất cho vay từ 3-5%, cơ cấu lại về hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Các doanh nghiệp tạm thời được ngừng đóng bảo hiểm xã hội đến hết 2021. Đứng trước đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, hàng loạt các doanh nghiệp taxi, xe công nghệ ở Đà Nẵng gần như tê liệt hoạt động khi lượng khách sụt giảm 80-90%. Không ít tài xế xe công nghệ buộc phải bán xe để tránh rơi vào tình trạng nợ xấu ngân hàng. GrabBike cũng đã chuyển sang hình thức giao hàng đi chợ thuê để kiếm thêm thu nhập. Giảm sút quá trời luôn. Một ngày bọn em kiếm có thể là 200-300 cũng là thu nhập, cũng là kinh tế gia đình cũng được hết. Còn bây giờ hiện tại là ngưng toàn phần thì những cái đồng tiền đó nó sẽ không có để mà chi tiêu trong gia đình. Nó quá mức độ là ảnh hưởng đến thu nhập của là những người shipper như chúng em. Trước đây là thành phố đã ra chỉ thị 15 là tạm ngưng tất cả các dịch vụ hoạt động, xe dịch vụ hoạt động rồi đó. Là gây ra nhiều sự khó khăn cho anh em. Một số anh em Grab đã không chịu trụ vững được vì không đủ kinh tế để bán xe, dừng hoạt động để chuyển qua ngành nghề khác. Nay thành phố đã mở lại với điều kiện là anh em phải tuân thủ chỉ thị 5K, xét nghiệm âm tính mới được hoạt động lại theo chỉ thị của Sở Giao thông Vận tải của thành phố yêu cầu. Riêng GrabFood chia sẻ phần nào khó khăn cho người dân Đà Nẵng tại các khu vực đang bị phong tỏa cách ly. Đơn vị này đã triển khai chương trình vận chuyển suất ăn miễn phí cho người dân thành phố thông qua ứng dụng Grab. Chương trình này vừa tạo điều kiện cho người dân có những suất ăn không đồng. Bản thân các GrabBike cũng có thêm thu nhập do hãng Grab đã hỗ trợ phí. Bên Grab có hỗ trợ miễn phí rất nhiều. Anh em đối tác có thu nhập được khá hơn, bà con họ đặt cái phí không đồng hay Grab số lượng nhiều nên đâm ra anh em nó có thu nhập nhiều hơn. Dịch COVID-19 đã gây nên nhiều khó khăn thử thách đối với các hãng cung cấp dịch vụ xe công nghệ, xe taxi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết các hãng xe tại Đà Nẵng khi được phép hoạt động trở lại đều làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn mùa dịch để bảo vệ cả tài xế lẫn hành khách. Trong quá trình vận chuyển thì thầy lái xe cũng như là công ty tổ chức những cái bình sạc khuẩn như thế này để nó khách nó yên tâm trong quá trình di chuyển hơn. Để gỡ khó giúp các doanh nghiệp taxi, mới đây trong công văn gửi Thủ tướng, các hiệp hội taxi tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn thiết kiến nghị tới Chính phủ cùng các bộ ngành chức năng triển khai một số giải pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các doanh nghiệp vận tải trải qua khó khăn hiện nay và sớm phục hồi hoạt động kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhất trí kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng về 0%, giảm 50% thuế thu nhập với doanh nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch, cho giãn nộp 6 tháng đối với số thuế còn nợ đọng. Taxi truyền thống hay taxi công nghệ là môi trường dễ nhiễm khuẩn bởi sự đổi khách liên tục, trong khi người nhiễm bệnh, người có khả năng lây, chưa có triệu chứng và khó có thể nhận biết. Và làm gì để tránh lây nhiễm khi di chuyển trong mùa dịch bằng phương tiện vận tải công cộng là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo. Các hãng xe cần trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất 60% nồng độ cồn, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Lên xuống xe, hành khách cần phải sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay. Người điều khiển phương tiện sau mỗi lượt khách đi nên lau chùi dung dịch sát khuẩn xe để hành khách đi sau có được một chiếc xe sạch hơn. Tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế điện tử bắt buộc, chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử. Kiểm tra thân nhiệt, sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1 mét. Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế theo số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Mặc dù cho phép hoạt động trở lại, nhưng chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu
chủ phương tiện và người điều khiển các phương tiện phải có bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó, quy định lái xe không được chở quá 50% số chỗ ngồi trên xe. Vì vậy, việc các hãng taxi công nghệ, taxi truyền thống ở Đà Nẵng tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch khi hoạt động đã góp phần tạo nên những chuyến xe an toàn, mang đến sự hài lòng cho hành khách cũng như tạo điểm đến an toàn. Và đến đây thì chuyên mục Xe và Gia đình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 18h45 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình quốc gia VTV8 quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.